Chào các bạn, ngày 22 tháng 2 năm 2022 là ngày cực kỳ hiếm thấy khi trước sau như một vậy. Ý nghĩa ngày 22 tháng 2 năm 2022 là gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu nhé. 1. Ngày 22 tháng 2 năm 2022 là ngày gì? Ngày 22 tháng 2 năm 2022 được biết đến là ngày palindrome, bởi dù bạn viết xuôi hay ngược thì cũng không có sự thay đổi xảy ra, đều là ngày 22 tháng 2 năm 2022. Chưa hết, vì rơi vào đúng ngày thứ ba nên tại một số nước phương Tây, hôm nay còn được gọi là Tuesday, cách gọi lái đi của Tuesday, thứ ba trong tiếng Anh. Theo đó, khi ngày hôm nay qua đi, phải tới 200 năm sau, tức năm 2222, thì mới có ngày tuần 2 như vậy. Không chỉ là một ngày dễ nhớ và ấn tượng, số 2, số chẵn thường tượng trưng cho sự hài hòa, cân bằng và đủ đầy. Chính vì thế, đối với người dân ở các quốc gia trên thế giới, mọi khoảnh khắc trong ngày 22 tháng 2 năm 2022 thực sự rất quý giá và hứa hẹn mang tới nhiều may mắn. 2. Ý nghĩa ngày 22 tháng 2 năm 2022 là gì? Ngày 22 tháng 2 năm 2022, một ngày có khá nhiều số 2 đúng không nào? Vậy ngày này có ý nghĩa như thế nào? Trong phong thủy, số 2 là con số tượng trưng cho việc có đôi có cặp, không lẻ loi, không cô đơn, song hỷ lâm môn. Số 2 là con số mang đến niềm hạnh phúc, cho tính cân bằng và bền vững. Chính vì ý nghĩa đặc biệt đó mà nhiều người tin rằng ngày 22 tháng 2 năm 2022 là một ngày đẹp, có nghĩa tốt đẹp, đặc biệt là trong chuyện tình yêu, hôn nhân. Cũng bởi đây là một ngày đặc biệt, ngày siêu tốt nên tại Trung Quốc nhiều cặp đôi đã lựa chọn ngày này để kết hôn thay vì dịp 14 tháng 2 như thông lệ hàng năm. Ngoài ra, lý giải cho việc lựa chọn kết hôn vào ngày này, các bạn trẻ Trung Quốc cho rằng số 2 có phát âm gần giống với chữ tình yêu trong tiếng Trung nên họ càng tin tưởng đây là ngày đẹp có 102 để về chung một nhà với một nửa yêu thương. Tại Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc, có đến 1.955 cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. 3. Quan niệm về ngày 22 tháng 2 năm 2022. Straits Times đưa tin, tại Singapore, mọi người cho rằng ngày 22 tháng 2 năm 2022 có các con số giống nhau nên rất may mắn. Chính vì vậy, các cặp đôi đã lựa chọn ngày này để tổ chức hôn lễ. Không riêng Singapore mà Trung Quốc cũng cực kỳ coi trọng ngày đặc biệt này. Bởi lẽ, văn hóa phương Đông cho rằng đây là con số thành công vì tất cả các chữ số của ngày này đều là số chẵn. Chưa kể, số 2 còn có ý nghĩa cực kỳ tốt đẹp khi mệnh danh cho sự cân bằng, hài hòa. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phong thủy Việt Nam lại nhận định ngày 22 tháng 2 năm 2022 ngoài thuận lợi cho kết hôn, cưới gả còn cực kỳ thích hợp để thực hiện các công việc như xây nhà, kinh doanh. Đây không phải lần đầu tiên ngày hiếm gặp có nhiều may mắn xuất hiện. Trước đó, giới khoa học cũng từng khẳng định ngày 2 tháng 2 năm 2020 cũng có ý nghĩa cực kỳ tốt và là dãy số trước nhau như một. Kể từ ngày 11 tháng 11 năm 1111, trong vòng gần một thiên niên kỷ, đây là lần đầu tiên ngày hiếm có lại xuất hiện. Để có ngày mang ý nghĩa như thế này tiếp theo, mọi người phải chờ đợi tới 100 năm nữa. Tại nhiều nước trên thế giới, mọi người cực kỳ tin tưởng vào việc ngày 22 tháng 2 năm 2022 mang lại may mắn. Chính vì vậy, không ít người đã lên kế hoạch trước hàng tháng trời để tổ chức các việc trọng đại của cuộc đời. Chẳng hạn Sina đưa tin, tại Trung Quốc đã diễn ra sự việc hiếm gặp khi nhiều người không chọn ngày 14 tháng 1, lễ tình nhân, để kết hôn, tỏ tình mà thay vào đó là ngày 22 tháng 2 năm 2022. Các trung tâm đăng ký kết hôn tại các địa phương nhận định, họ kín lịch và không thể nhận thêm bất cứ yêu cầu nào khác. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các video sau nhé. Chúc bạn có một ngày bình an, vui vẻ và hạnh phúc.